Tiền lì xì là để làm gì? Để mua thêm một vài quyển sách hay, để mua siêu nhân hay là người may, để mua quần áo hay đôi giày. Tiền lì xì là để làm gì? Chẳng cần làm gì vì những thứ kia. Mẹ mua cho em có rồi đủ cả, thì em không phải mua thêm gì. Bỏ ống heo để khi cần đến, sẽ giúp thêm cho những bạn nghèo. Lọc sữa hay là thùng mì gói, áo ấm mua cho những người nghèo. Tiền lì xì là để làm gì? Để mua thêm một vài quyển sách hay, để mua siêu nhân hay là người may, để mua quần áo hay đôi giày. Tiền lì xì là để làm gì? Chẳng cần làm gì vì những thứ kia. Mẹ mua cho em có rồi đủ cả, thì em không phải mua thêm. Tiền lì xì là để làm gì? Để mua thêm một vài quyển sách hay, để mua siêu nhân hay là người may, để mua quần áo hay đôi giày. Tiền lì xì là để làm gì? Chẳng cần làm gì vì những thứ kia. Mẹ mua cho em có rồi đủ cả, thì em không phải mua thêm gì. Để mua thêm một vài quyển sách hay, để mua siêu nhân hay là người may, để mua quần áo hay đôi giày. Tiền lì xì là để làm gì? Chẳng cần làm